Thưa quý vị và các bạn, mấy ngày gần đây trên thị trường đã bắt đầu xuất hiện vải thiều sớm. Ở huyện Tân Yên thời điểm này thì vải sớm Phúc Hòa bắt đầu chớm vụ. Một số nhà vườn đã bắt đầu thu hoạch, qua đó cho thấy ngay từ đầu vụ, vải sớm Phúc Hòa được mùa, được giá, tiêu thụ thuận lợi. Là một trong những hộ đầu tiên thu hoạch vải sớm trong xã, hôm nay gia đình ông Nguyễn Văn Ninh ở thôn Quất Du 2, xã Phúc Hòa dự kiến bán khoảng 1,5 tấn vải. Giá thu mua tại vườn là 30.000 đồng một kg. Thì gia đình tôi thì năm nào cũng thu sớm hơn là tôi chăm sóc theo cái đề án của Việt Gáp. Đấy, và tôi làm theo đúng cái quy trình. Thì là năm nào là gia đình tôi cũng bán đầu tiên của làng. Thời điểm này vải sớm Phúc Hòa chớm đầu mùa nên quả vải chưa được chín đỏ mà có màu hơi xanh, rất được thương lái chuộng mua. Vải được thu mua chủ yếu xuất bán cho các chợ đầu mối phía Nam và Trung Quốc. Đầu vụ là chúng tôi chưa thu mua được vải chín nên vải mái mây này nó được cái ưu điểm là vận chuyển đi được xa và nó được thời gian bảo quản nó được lâu hơn. Thế còn về chất lượng cái quả vải này thì bây giờ là hiện tại đã đang ngon rồi. Năm nay xã Phúc Hòa có khoảng 580 hecta diện tích vải cho thu hoạch. Hiện toàn xã đã thu hoạch được trên 50 tấn. Theo đánh giá, năm nay thời tiết thuận lợi, vải sớm Phúc Hòa được mùa. Đồng thời vải được chăm sóc theo tiêu chuẩn Việt Gáp và Global Gáp nên chất lượng cũng được nâng lên. Do vậy mới chớm đầu vụ nhưng việc tiêu thụ rất thuận lợi, giá thu mua tăng theo từng ngày. Năm nay là thu hoạch là thời vụ sẽ kéo dài hơn so với các năm. Bởi năm nay là vải là khi phân hóa mầm hoa là sẽ phân hóa ra thành 3 đợt hoa. Cho nên cái đợt đầu như cái loạt này là bắt đầu là chuẩn bị vào thu hoạch. Thế và sáp thứ hai và sáp thứ ba. Do vậy là cái vụ vải năm nay nó kéo dài hơn so với những cái năm trước. Dự kiến 7 đến 10 ngày nữa, vải sớm Phúc Hòa sẽ cho thu hoạch rộ. Ước sản lượng năm nay đạt 10.000 tấn. Với giá bán cao như hiện nay, sẽ hứa hẹn đem lại thu nhập cao cho người trồng vải.